Nếu như mà để mà chơi liêng ấy thì tôi là một cái thằng biến những thế bài không có điểm thành có điểm luôn này này. Ui rồi. Mẹ mồm đi. Mẹ à. Sao lại im mồm thế đây này? Thì bơi vào đây. Đây bố mày ngửa hẳn bài cho mày hiểu vấn đề cho mày đánh tê như điện luôn đây này. Mày hiểu vấn đề nữa. Ui mày nào nó cái ăn nữa mà mày hiểu vấn đề. Bố mày nó đánh mày. Bây giờ mày đi tiền đi. Ui mày hiểu cho mày cái 5 triệu mặt luôn. Mẹ cờ bạc đánh cái mày thì đúng rồi. 5 triệu. Đi mẹ chết rồi. Ê, đéo lên được rồi. Mày cứ bình tĩnh đi làm sao mà 5 triệu tao có 5 triệu cho mày. 1 2 3 4 5 này còn 5. 2 3 4 5 tao nó lợ mày đồng nào luôn mày cứ bị làm sao ấy. 1 2 3 4 5. Thứ năm khác 1. Thứ năm khác đi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thứ năm khác. Ui giời, cái này vui, đánh thật đánh đùa ấy. Bố mày thật luôn đi. Ui giời, 1, 2, 3, 4, 5 này. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 này. 14, 15 này. Là bắt bằng 5 thừa 10. 20, 12. Đây là thừa 10. Mày thừa 12 chung đi. Thôi tao thì thừa 10 thôi, thì sẽ đánh cờ bạc. Làm sao mày cứ phải gấp rút làm cái đéo mình. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 chục. Bắt bằng tôi đi. Đi bắt bằng để cho mày biết thế nào. Ui ôi ôi. Bố sắp áp thì cần đéo phải sọ với thằng nào đúng không bạn? Đúng luôn bạn ơi. Mẹ cờ bạc đánh thế là hiểu trách của nhau rồi. Áp cái đó gì nhỉ? Chứ mà kịp mẹ đang làm bài bố mày chưa? Đối với tôi thì như nào mà trả được bạn ơi. Bố mày chia nó chắc cú. Gà tôi vào rồi nhé. Lúc bạn mà không vào nó khó lắm. Đây gương mà nhằm chạy con gà của bạn. Ý à? Bạn bơi thế nào đấy? Này trườn luôn đấy. Trườn vào nhi. Trườn vào luôn đấy. Trườn bằng cách nào? Bây giờ trườn vào đây luôn đi. Trườn vào luôn. Thế tôi đi cho bạn 2 triệu. 2 triệu bạc đi mẹ 5 triệu được đi. 3, 4, đi bạn 5 triệu. Đi 4 bạn đi thật đấy à? Ui, mẹ tôi cuộc sống tôi có giờ tôi nói đùa bạn làm đéo ui. Mỗi luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Thứ 5 khác 1, 2, 3, 4, 5. Thứ 5 khác nhỉ? 5 khác luôn. Đây là 1 rồi này. Để sát bài đây bỏ hao bài 2, 3, 4, 5 này. Thừa 10. Rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nha. Thưa bạn đúng một. Mẹ. Bắt mạch cũng thế. Tôi không run được. Bạn bạn cứ yên tâm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sao rồi? Bạn sao rồi? Xí tí thử. Thừa mẹ 3 khác. Như này bạn hiểu vấn đề luôn rồi này. Thừa 3 khác. Nhìn chưa? Thừa 3 khác đi. 3 khác luôn. 3 thừa 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thừa 5 ấy. 1, 2, 3, 4, 5 thì thật bạn luôn ấy. Xong chưa? Rốt bằng là bạn biết là bạn sẽ chết luôn đi. Ui rồi bố cái 10 gì, 9, 10 gì, để ui. Nghe ai luôn. Nó lắm sát chứ nhỉ? Cờ bạc đánh này thì bạn hiểu rồi còn gì nữa mà. Đùa à? Đùa đâu, tôi đánh thật đi, tôi đánh thật vào mặt. Mình làm bài nó làm nhau được cái này. Tôi đánh thật vào mặt bạn luôn đi, làm sao tôi đánh được. 1 này, 2 này. Không cho cắt cuốc bùi. Không cho cắt trước nhau nhỉ. Mẹ bị bợm làng xóm này. Ra một bị xóm bờ sông này, không cho cắt. Xong chưa? Xong luôn rồi đấy. Ê, lên bạn. Ê. Ngon chưa? Ngon luôn. Để vào đây, vào đây. Các bạn để tôi. Mà tôi cứ đi trước các bạn cái 2 triệu. Bạn cứ lên bà cho bằng hoàng. Không, tôi anh tôi đó còn nhìn dấu. Mẹ anh cờ bạc dấu mày lên. 2 triệu thừa cho bạn đi 5 triệu khác. Nhà còn đéo ngoài tiền nữa mà. Không có gì ngoài tiền á? Không có ngoài tiền luôn. Bạn nhìn như này là bạn hiểu luật chưa? Hả? Cái gì? Bạn hiểu luật chưa? 28, 26 à? Ui. Bạn nhìn như này bạn hiểu luật chưa? 28, 16 này. Ôi giời, bạn thừa mấy rồi? Tôi thừa bạn 5 khác. Bạn thừa 5 rồi gì? Bạn thừa 5 đấy. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 9, 10 này, 12, 13, 14, 15 này, từ từ. Bạn cứ bình tĩnh để tôi còn xem lại bài ấy, còn đánh anh em đánh này cứ phải bình tĩnh. Theo bạn bài này có đánh đi được không? Bài tất tay với bạn à? Bao giờ tất tay? Ok. Bố ông ngồi ngoài này. Là vừa đây là 10 năm đúng không? Bây giờ bắt bằng 5 thừa 10. Đi vẽ bài 6 điểm không kêu tất tay thì vẽ không chịu ông rồi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ui mày đếm mấy cái tờ tiền lâu quá đấy, tao thật với mày luôn đấy. Đây là thừa 10 này. Đâu còn tiền. Mẹ còn 35 triệu đánh nốt còn mẹ gì. 35 gì? Tức là tôi đến 35 triệu hay như nào? 35 triệu vào. 3, 4, tôi đâu ngoài tiền. Mà bây giờ này, bây giờ cứ biết là nếu mà ngửa ra đếm tôi thua tôi đếm sau nhá. Thua là giam thôi. Ui đồ sát tá bạn ơi. Ngon rồi bạn. Đi, bố mà đi. Ngon lắm.
anh em đánh cái này là 3 đúng 3 tính bạc các bạn tất tay là hết tiền rồi luôn, không có thể đánh nhiều. Không có đặt bài.